cung lên liền. Ô tô đằng sau rồi, úi rồi ôi, khỏi à, đấy xe ấy đuổi đuôi nhau kìa, băng côn đấy là của Hải Phòng đấy. Này thằng bật này, bật chửi ăn đồ ăn. Chửi à, ôi nó bé ra đó á, bướng anh em Hải Phòng à, chết mẹ thật, bướng à, bướng này, bướng à. Chào La Phong nhá. Ngày thái độ mới là anh em của cái bóng đá Hải Phòng này cãi rồi. Cãi rồi. Anh em lên đây vui vẻ mà nói thái độ. Thôi anh em ơi, thôi. Thôi anh em ơi. Lần sau đừng có đại nhá, đây anh em Hải Phòng nhá. Anh em Hải Phòng không đồng vòng đâu. Đánh rồi thì đừng có đại người ấy. Ôi, tha cho em nó. Chuyển ở đây. Tha anh ơi. Cái lỗi thái độ. Chửi đây không được rồi. Anh em nó làm gì đâu chửi. Đi đây này em ơi, đi đây. Em ơi, đi. Ok em. Ôi cho em đi đây. Đánh nó làm gì. Đấy pháo sáng từ xa kìa. Ôi là đi tiếp rồi anh em ơi. Mày à, đi đâu là đi anh em nhảy chửi nó là tại rồi. Ngu quá. Thì bảo không đáng lên đánh nhưng mà nó chửi em ạ. Vâng. Mình có làm gì đâu anh em đứng lên nó chửi thì bảo mình không ý thức văn hóa gì cả, đi tập thể.